Video này cô hướng dẫn các bạn học sinh lớp 8 tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức. Biểu thức có dạng AX bình phương cộng với BX cộng với C, trong đó là A lớn hơn 0 thì chúng ta mới tìm được giá trị nhỏ nhất các con nhé. Và các con lưu ý ở đây chúng ta, biểu thức của chúng ta là một đa thức có bậc là 2 các con này. Thế thì ví dụ đầu tiên, đấy là ta sẽ xét cái biểu thức A bằng X bình phương cộng với 2X cộng với 3. Thì ở đây chúng ta phải vận dụng được, đấy là dạng toán là biến đổi một biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc là một hiệu. Sau đó thì chúng ta mới là tách thành bình phương của một biểu thức cộng với một hằng số, tức là cộng với một số tự do mà không liên quan gì đến biến đây các con này. Như vậy ta sẽ có A bằng X bình phương, ta xem là A bình phương cộng với 2 nhân A, tức là nhân với X. Vậy thì B của chúng ta bằng bao nhiêu? Vì 2 ở đây là 2 nhân A nhân B, mà 2 nhân A đã là 2X rồi thì B của chúng ta phải bằng 1. Nếu mà như vậy thì B bình phương của chúng ta là 1 bình phương. Ở đây chúng ta có 3 mà chúng ta đã biến đổi, lấy 1 bình phương để đưa vào hàng đẳng thức A cộng B tất cả bình phương ở đây rồi. 1 bình phương bằng 1, cho nên ở đây chúng ta cần phải cộng thêm với 2 nữa, thì 1 bình cộng với 2 thì được bằng 3. Và như vậy 3 hạng từ đầu, X bình cộng 2 nhân X nhân 1 cộng với 1 bình chính là hàng đẳng thức X cộng 1 tất cả bình phương cộng với 2. 2 ở đây. Vậy thì ta có là A của chúng ta bằng 1 bình phương của một biểu thức cộng với 2, cho nên là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 2. Và chúng ta giải thích vì X cộng 1 tất cả bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc là bằng 0. Đấy. Do đó ta suy ra A lớn hơn hoặc bằng 2. Mà A lớn hơn hoặc bằng 2 thì giá trị nhỏ nhất của A chính là bằng 2. Và ta viết là dấu bằng xảy ra, dấu bằng xảy ra khi cái biểu thức X cộng 1 tất cả bình bằng 0. Thì lúc này 0 cộng 2 thì sẽ bằng 2 các con. Dấu bằng xảy ra khi X cộng 1 tất cả bình bằng 0, hay là X cộng 1 bằng 0. X cộng 1 bằng 0 suy ra X bằng âm 1. Và chúng ta kết luận vậy giá trị nhỏ nhất, cô viết tắt, của A bằng 2 khi X bằng âm 1. Đây là bài toán dễ nhất đối với dạng tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức dạng AX bình cộng với BX cộng với C, trong đó A lớn hơn 0. Tiếp theo ta sang biểu thức B. B bằng 4X bình phương trừ đi 4X trừ 1. Thì chúng ta cũng vận dụng hàng đẳng thức bình phương của một tổng hoặc một hiệu. Thì các con nhận định đây chính là A bình phương, còn đây là 2AB. Và chúng ta sẽ thêm vào một lượng là B bình phương. Vậy ta có 4X bình phương hôm qua cô hướng dẫn phải là bằng 2X tất cả bình phương trừ đi 2 lần tích. Vậy thì ở đây 2X tất cả bình phương là A bình. Chúng ta che số mũ 2 thì chúng ta xác định được là A của chúng ta là bằng 2. Do vậy đây là 2 nhân A nhân B, tức là, cô xin lỗi, ở đây là A là bằng 2X các con nhé. A bằng 2X ở đây. Và 2 nhân với A nhân với B, tức là 2 nhân 2X nhân B. Mà chúng ta kiểm tra 2 nhân 2X là bằng 4X ở đây rồi. Do vậy B của chúng ta cũng bằng 1. Được A bình trừ 2 nhân A nhân B cộng với B bình, tức là B của chúng ta ở đây là bằng 1 bình. B bình bằng 1 bình. Vậy ở đây chúng ta đã thêm 1 vào thì chúng ta phải bớt 1 đi. Như vậy ta trừ đi 1 do chúng ta thêm vào, chúng ta lại trừ thêm 1 để bài cho nữa. Như vậy chúng ta sẽ có B của chúng ta bằng 2X tất cả bình phương trừ đi 2 nhân 2X nhân 1 cộng với 1 bình phương trừ 1 trừ 1 là bằng trừ 2. B của chúng ta bằng mở ngoặc 2X, tức là A bình phương trừ 2 nhân A nhân B cộng với B bình. Ta viết được thành là A trừ B, dấu của hai lần tích là dấu trừ, A trừ B tức là 2X trừ 1 tất cả bình trừ đi 2, hay là cộng với âm 2. Đấy. Như vậy 2X trừ 1 tất cả bình luôn luôn lớn hơn bằng 0, cộng với âm 2 thì nó sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng âm 2. Bởi vì âm 2 cộng với một số không âm thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng âm 2. Dấu bằng xảy ra khi, dấu bằng xảy ra 2X trừ 1 bằng 0, hay là X bằng 1 phần 2.
Đấy, chúng ta giải cái này đơn giản. Như vậy chúng ta kết luận giá trị nhỏ nhất của B bằng âm 2 khi x bằng 1 phần 2. Đấy. Và dạng thứ ba nó khó hơn một chút xíu, đấy là khi mà ax bình này chúng ta không thể biến đổi thành bình phương của một biểu thức. Đây, ví dụ C. Đấy là C bằng 3x bình phương cộng với 4x cộng với 1 bằng 0. Cộng với 1. Thế thì chỗ này chúng ta không thể biến đổi 3x bình phương là thành bình phương một biểu thức. Hoặc là chúng ta có thể biến thành căn 3 nhân với x tất cả bình. Nhưng mà nó hơi phức tạp hơn so với khi chúng ta biến đổi thành hai lần tích ở chỗ này. Vậy chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ đặt 3 ra ngoài. Thì trong ngoặc của chúng ta chia tất cả các hạng tử này cho 3. Thì sẽ được x bình cộng với 4 phần 3 nhân x cộng với 1 phần 3. Và 3 nhân với mở ngoặc x bình, chúng ta biến đổi x bình phương cộng 4 phần 3 x cộng với 1 phần 3 thành một bình phương và cộng với một số tự do. Thì ở đây là A bình phương, ở đây là 2 nhân A, tức là 2 nhân x, bởi vì ta xác định A bình phương là x bình phương cho nên là A bằng x. Nhân với, các con xem này, ở đây là 4 phần 3 mà chúng ta lấy 2 ra phía trước này rồi thì sau này sẽ còn lại là 2 phần 3. Các con quan sát chúng ta thấy này, 2 nhân 2 phần 3 là được 4 phần 3 ở đây rồi. Như vậy ta xác định được 2 nhân A nhân B là 4 phần 3 x. Do vậy là A bằng x, B bằng 2 phần 3 cho nên chúng ta cộng với 2 phần 3. Tất cả bình phương tức là B bình phương. Đấy, 2 phần 3 tất cả bình phương ta sửa đây thành dấu ngoặc vuông. Vậy thì chúng ta thêm vào 2 phần 3 tất cả bình phương, chúng ta sẽ bớt đi 2 phần 3 tất cả bình phương, tức là bớt đi 4 phần 9. Và chúng ta cộng với 1 phần 3 của đề bài. Đấy, sẽ được 3 nhân với 3 hạng tử đầu tiên này. Chúng ta viết được thành hạng đẳng thức x cộng 2 phần 3 tất cả bình phương. Tôi xích lên một chút xíu. X cộng với 2 phần 3 tất cả bình phương là 3 hạng tử x bình này. Cộng với 2 nhân x nhân 2 phần 3 cộng với 2 phần 3 tất cả bình ở đây là hạng đẳng thức x cộng 2 phần 3 tất cả bình. Còn phía sau này chúng ta quy đồng lên, 4 phần 9 có dấu trừ đằng trước, 1 phần 3 quy đồng thành 3 phần 9. Âm 4 cộng với 3 là 1 phần 9 có dấu trừ đằng trước, tức là âm 1 phần 9 ở đây. Vậy thì biểu thức C của chúng ta sẽ bằng 3 nhân mở ngoặc x cộng với 2 phần 3 tất cả bình phương mà trừ đi 3 nhân 1 phần 9 là trừ 3 phần 9 rút gọn bằng 1 phần 3, hay là cộng với âm 1 phần 3 ở chỗ này. Vậy thì suy ra C của chúng ta luôn luôn lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 3. Dấu bằng xảy ra khi x cộng 2 phần 3 bằng 0, tức là x bằng âm 2 phần 3, hay là x bằng âm 2 phần 3. Và chúng ta kết luận vậy giá trị nhỏ nhất của C chính là bằng âm 1 phần 3 khi x bằng âm 2 phần 3. Rồi, chúc các con học tốt phần này nhé.